Thưa quý vị, trong 9 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch Đà Nẵng đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Thành phố đón hơn 2,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 160,8% so với năm 2021. Với đà tăng trưởng như vậy, để tiếp tục thu hút khách, Đà Nẵng đã và đang tăng cường đảm bảo an toàn cho khách tham quan và lưu trú, để duy trì hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách. Đây là hình ảnh buổi tập huấn sơ cấp cứu ban đầu khi có trường hợp khách đuối nước hay ngất xỉu tại khách sạn. Buổi tập huấn do một khách sạn 5 sao nằm trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn tổ chức cho các nhân viên tại đây. Được biết, khách sạn thường tổ chức tập huấn 2 lần trên một năm cho các nhân viên để trang bị cho nhân viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết, cũng như nhắc nhở để thực hành thuần thục. Bên cạnh đó, khách sạn này cũng thưởng nóng cho nhân viên đã ứng cứu khách đuối nước kịp thời trước đó để khích lệ, tạo động lực làm việc cho các nhân viên. Tập huấn về thứ nhất là có hai nguyên tắc chính là đánh giá hiện trường và đánh giá nạn nhân. Là trước khi cứu nạn nhân và coi thử hiện trường, là trước khi tiếp xúc nạn nhân là coi hiện trường là có nguy hiểm gì không, đảm bảo an toàn không. Và sau đó khi tiếp xúc nạn nhân là đánh giá nạn nhân tỉnh hay mê, nạn nhân tình trạng sức khỏe của nạn nhân ở thời điểm nào để tiến hành sơ cấp cứu và liên hệ tới cơ sở y tế gần nhất. Hiện nay hầu hết các khách sạn 4 đến 5 sao có hồ bơi hay các khu điểm du lịch trên địa bàn có nhiều khu tắm, công viên nước luôn chú trọng công tác an ninh an toàn cho khách, nhất là đối với trẻ em, để khách cảm thấy thoải mái an tâm khi đến vui chơi lưu trú. Lần đầu tiên thì gia đình đến tham quan tại địa điểm này, rất là nhiều cái tiện ích để giải trí và cho các bé được tắm và nói đùa. Mikazuki đã tổ chức công tác chi tiết cụ thể làm cho người dân cảm thấy an toàn khi tham gia sử dụng các dịch vụ. Và liên quan tới hồ bơi cứu nạn cứu hộ, là trong thời gian mở cửa hồ bơi là luôn có nhân viên lai gác trực để hỗ trợ và khách khai khách trong thời gian khách tắm theo quy định của khách sạn. Luôn xác định đảm bảo an toàn cho khách là điều kiện tiên quyết trong hoạt động du lịch. Sở Du lịch đã tiếp tục đề nghị Hiệp hội Du lịch thành phố làm việc với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn để nâng cao về công tác an toàn trong quá trình phục vụ khách, ra soát lại cơ sở hạ tầng, có quy trình xử lý sự cố để luôn trong tinh thần sẵn sàng mang đến những dịch vụ tốt nhất cho du khách.